Hàng ngàn người cảm ơn Đức Thánh Cha vì hằng ngày được tham dự thánh lễ Ngài cử hành trong thời gian cách ly. Hàng ngàn người đã gửi tin nhắn và hình ảnh để cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco đã đồng hành cùng họ trong những tháng cách ly đầy khó khăn vừa qua và đã cho phép truyền chiếu trực tiếp các thánh lễ hàng ngày được cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta để mọi người có thể tham dự. Cảm ơn Cha đã mang Chúa Kitô đến mọi nhà. Cảm ơn Cha đã giúp đỡ và nâng đỡ chúng con. Cảm ơn Cha về sứ điệp hy vọng. Cảm ơn Cha về việc rước lễ thiêng liêng. Chúng ta cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt, cho tất cả mọi người, cho Ngài, cho Đức Thánh Cha. Cảm ơn vì đã không để chúng con đơn độc. Con không có đức tin và bây giờ con khóc trước tượng Chúa chịu đóng đinh. Đó là một số trong hàng ngàn tin nhắn cá nhân gửi những lời cảm ơn, những lời cầu nguyện, các hình ảnh và thậm chí cả video để nói với Đức Giáo Hoàng về những gì đã xảy ra ở mọi nơi trên thế giới khi Ngài nâng cao thánh thể để chúc lành cho thế giới mỗi sáng, cầu xin sự can thiệp của Chúa để chấm dứt đại dịch. Trong 70 ngày khi virus corona lan tràn và nhiều nước buộc phải đình chỉ các cử hành phụng vụ có giáo dân, Đức Thánh Cha đã mang đến cho chúng ta hy vọng và ơn cứu độ cụ thể trong tin mừng. Mỗi sáng trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta, Ngài suy tư vắn tắt về các bài đọc kinh thánh, giúp mỗi người nhìn nhận mình qua những gì được thuật lại trong các bài sách thánh. Mỗi ngày có vài phút thinh lặng cầu nguyện, chầu thánh thể. Thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta điểm hẹn bất kể khoảng cách không gian và thời gian. Hàng triệu người đã họp nhau cầu nguyện mỗi ngày bất kể khoảng cách không gian và thời gian. Radio, TV, Internet, các mạng xã hội trở thành những cánh cửa và nhịp cầu kết nối họ với nhà nguyện nhỏ, nơi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ. Toàn thể các cộng đoàn, các gia đình, công nhân, trẻ em, người lớn, các tu sĩ nam nữ đã tham dự thánh lễ, nghe lời Chúa, cầu nguyện, tái khám phá việc rước lễ thiêng liêng. Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành cũng trở thành điểm hẹn cho những người hiếm hoi hay không hề tham dự thánh lễ ở nhà thờ. Nhiều người không có đạo đã mở máy nghe bài giảng của Đức Thánh Cha trong thời gian phong tỏa vì đại dịch. Một con số rất đông các tín hữu không thể tính được trên khắp thế giới đối diện với đại dịch đã được Đức Thánh Cha đồng hành, khuyến khích đừng quên những người nghèo hèn khốn khổ nhất, các trẻ em và những người chạy nạn chiến tranh, đồng thời cũng mời gọi cầu nguyện cho mọi thành phần, từ chính quyền, các nhân viên y tế, các khoa học gia, đến các bà mẹ sắp sinh con, các học sinh, công nhân, v.v.